Tất cả chú ý, phòng giam này có thêm hai tù nhân mới, Yaki và Isaac. Mong các anh hãy hòa đồng. Đi rồi, hai cậu hãy vào trong đi. Xin chào, chúng tôi là người mới. Thật ra là cũng hơi cũ rồi, tại vì chúng tôi là vào đây cũng được 2 lần rồi. Chúng ta làm quen nhé. Chào các cậu, chào. Chào. Sao trong mấy ngày này không có vẻ thân thiện lắm? Phòng bên cạnh hình như có người mới à. Ông nào chết đi được. Em thấy vui mà. Chị à, chúng ta có nên mời họ qua đây uống tiệc trà không? Để tôi giới thiệu trước. Tôi tên là Isaac, hiện đang thất nghiệp, bị giam 2 năm. Còn các cậu? Này, Yaki, bọn họ không tới lời, trông có vẻ không thân thiện lắm. Yên tâm, mày để tới đi. Chào các cậu nha, tôi tên là Yaki, hiện đang là nhân viên cửa hàng tiện lợi và bị giam khoảng 2 năm. 2 năm thật sao? Wow, bằng tôi này. Còn tôi là Dinas, 19 tuổi, hiện là CV năm nhất. Cái gì vậy? Sao lúc mình giới thiệu chẳng ai nói gì, còn Yaki thì lại khác. Chào nha, tôi tên là Ken. Đó là vị trí giường mà tôi thích nằm mà. Tiếc quá, đành phải chọn chỗ khác để nằm thôi. Cậu thích nằm chỗ này sao? Thôi được, nhường cậu đấy. Dù sao thì tôi cũng không cần giường bao giờ cả. Cậu nhường thật ác Ken, cảm ơn cậu nhiều nhé. Yes. Không có gì đâu. Tiếng có ai nhai xin cơm vậy? Ồ, là cậu à. Chào cậu nhé, chúng tôi là người mới. Người mới à? Đây là khu ép đấy. Đi được vào đây thì không phải là dạng vừa. Lý do mà hai người bị bắt là gì hả? Thật ra cái này thì chúng tôi là đồng phạm của tên sát nhân đang bị truy nã đấy. Thật sao? Này, chúng ta bị oan mà, còn nó vậy mọi người hiểu lầm thì sao? Cũng ghê đấy, vào khu ép như vậy là đúng rồi. Vậy còn các cậu thì sao? Tại sao các cậu lại ở đây? Tôi nghe nói cậu ta là tội phạm giết người đấy. Hả? Thật sao? Nghe đáng sợ thế. À, còn Ken cũng vào đây vì tội sát nhân thì phải. Sao cơ? Có hai kẻ sát nhân trong phòng chúng ta á? Phải rồi nhỉ? Khu ép thì không có gì lạ cả. Vậy thì cả ba chúng ta giống nhau rồi, chúng tôi không bao giờ giết hại ai cả. Đúng vậy, để tôi đoán nhé, cậu đã bị bắt an có phải không? Ủa, tôi giống hai cậu hồi nào? Tôi cũng bị bắt vào đây vì tội sát nhân mà. Cái gì vậy trời? Yaki, xem ra cả hai chúng ta lại bị lạc loài ở đây rồi. Phòng này lại là đây người nữa rồi. Sao rồi thưa đội trưởng Jasmine? Bộ phòng giam này cũng đầy người rồi à? Đúng thế, phòng giam nữ ở khu A đã chật kín người. Tôi nghĩ rằng là sẽ chuyển cô sang khu khác tạm vậy. Đi theo tôi nào. Hả? Khu giam khác á? Ai vô? Ôi trời ơi, ở đây còn đông người hơn nữa. Các cô ta tự đã nào. Ôi trời ạ. Kêu tôi xin lỗi nhé thưa đội trưởng Jasmine, nhưng mà khu giam C hiện tại là có số tù nhân nữ ngày càng tăng, tôi không thể là kiểm soát được, nên nó đã hết chỗ rồi. Cô chỉ khó tìm nơi khác nhé. Tôi hiểu rồi, đi theo tôi nào. Thưa đội trưởng, nếu đã kín người như vậy thì hãy thả tự do cho tôi đi. Không được, đi nhanh lên nào. Kìa. Này em gì ơi. Hả? Em sẽ bị giam ở khu F hả? Thật là trùng hợp vì anh cũng vậy. Chúng ta là quen nhé. Yêu, trông hắn tởm quá. Không phải, tôi là tù nhân ở khu A. Bye nhé. Ủa sao vậy? Anh chỉ muốn làm quen thôi mà. Anh có làm gì đâu. Mà khoan đã, theo em ghen quen. Chúng ta đã gặp nhau chưa? Sao đội trưởng đánh tôi? Tôi có làm gì đâu. Tôi đang đưa tù nhân từ phòng giam, đừng có mà làm mất thời gian của tôi. Tù nhân Layla, chúng ta đi tiếp nào. Vâng. Người này nhìn trang biên quen. Sao?
đội trưởng Jasmine cần một phòng giam nữ còn chỗ trống á. Đúng thế, không biết là khu ở cô có còn chỗ nào không? Đương nhiên là có chứ, mà cô đi theo tôi. Chào mọi người, hôm nay các cô có một hành viên mới đến từ khu A. Đi rồi, vào đi. Phòng này vắng quá nhỉ. Chào mọi người nhé, tôi tên là Park Layla. Wow, tóc dịch xinh đẹp quá. Em chào chị ạ, à. Em tên là Alice. Rất vui được gặp em. Còn cậu? Phòng bên cạnh có người mới thì phải. Vậy à, khoan đã, ở đây có một cái lỗ. Do khu A đã hết chỗ rồi nên tù nhân Layla sẽ ở tạm tại đây. Mọi người hãy giúp đỡ cô ta nhé. Thôi được rồi, tôi tên là Chica. Do cô không phải là người ở đây, cho nên cô phải thật là ngoan ngoãn nhé. Khu F không phải là dành cho cô đâu. Tôi hiểu rồi ạ. Hả? Layla kìa, tại sao cô ta lại ở khu F? Đâu, thật à, kêu tới xem với. Có gì thế này, tụi phòng bên cạnh dám đục lỗ để nhìn trộm mà. đau quá đi. Hả? Nhầm của ai xác? Cô ta ở phòng bên cạnh à? Này, ai đã đục lỗ cho cái trò nhìn trộm vậy? Tôi bị oan quá. Chắc chắn không phải là chúng tôi rồi. Khi mới bị giam ở đây thì cái lỗ đã có từ trước. Chắc là có kẻ biến thái nào đó đã bị giam trước đó đục lỗ. À, chào Jackie nhé, các Isaac nữa, thật là trùng hợp. Ủa, sao cậu lại ở đây? Tôi nhớ là cậu bị giam ở khu giam A mà. Vì ở đó hết chỗ rồi nên tôi sẽ tạm thời ở đây. Mà cũng được, chúng ta có thể gặp nhau rồi, vui quá. Nếu cậu cần gì thì hãy báo cho tôi biết nhé. Sắp đến tới rồi các bạn ơi, hãy cùng Jackie quay kim cương chỉ với 7.000 cơ hội sở hữu 15.000 kim cương với mua vàng ưu đãi mua ác Free Fire. Cùng thử vận may giá rẻ tại shopjackie.vn. Sắp đến giờ ăn tối của nhà tù, yêu cầu các tù nhân hãy xếp hàng ngay ngắn và trật tự có mặt tại canteen. Xin nhắc lại. Được rồi, người tiếp theo. Vâng, chào bác ạ, lâu rồi không gặp. Hả? Lại là cậu, sao cứ bị bắt giam hoài vậy? Lo mà tích đức mà sống đi chứ. Chứ có muốn ngoài đây chút nào đâu. Bị ở tù hoài nên riết ai cũng nhớ mặt, xấu hổ quá đi mất. À, Jackie đây nè. Tôi nhớ thấy rồi. Chán quá, có bị bắt vì lý do gì đâu không mà. Nhỉ, chuyện tối qua giữa cậu với lại cô bạn Jessie thế nào rồi? Kể nghe đi. Nó thật là tồi tệ. Jasmine nói rằng là sẽ cho tới nói chuyện với Jessie khoảng 5 phút. Nhưng sau đó, bùm, ta đã bị lừa. Nghĩ là tức thật. Ôi tiếc vậy, sao lại bị bắt đúng lúc thế không biết. Ồ, hai tên người mới phòng chúng ta kìa. Qua đó ăn cùng đi. Wow, ghê vậy. Ăn cùng với gái luôn mà không báo cho bọn này biết. Hình như là họ quen nhau từ trước mà, có phải không? Chào các cậu nhé, tôi tên là Layla. Chào người đẹp, rất vui được gặp cô. Cái gì vậy trời, tại sao mình lại ngồi cạnh với lại ba tên sát nhân chứ? Này Isaac, cô đang lẩm bẩm cái gì đây? Có cái gì đâu, tôi đang ngồi ăn thôi mà, phải không Jackie? Có mà. Không có. Chị ơi, không biết là em có thể ngồi cạnh chị được không ạ? Được thôi, vẫn còn chỗ ngồi nè em. Vâng, cảm ơn chị ạ. À. Hả? Cô gái này... Ủa, Chica đâu em? Cậu ta không đến đây ăn à? Em cũng không biết nữa. Hả? Khói ở đâu ra khó chịu quá vậy? Này tù nhân kia, ai cho con hút thuốc ở trại giam hả? Hãy dừng lại mau, để con tới ăn tối đi. Bị phát hiện rồi. Yêu cầu cô nộp có thuốc lá lại đây. Tôi chỉ có một cái thôi. Đây, cầm lấy. Alice này, em mấy tuổi vậy? Em á? Có gì vậy Jackie? Sao lại hỏi tuổi? Tính cô gái hay gì?
không sao đâu, em 16 tuổi ạ. 16 kìa, còn chưa 18 nữa đấy. FBI open up. Còn nghĩ gì đâu xa vậy, tớ chỉ thắc mắc thôi. Tớ tự hỏi là tại sao Alice lại ở trong tù, nhưng lại không mặc áo tù nhân. Ồ, hồi chiều tớ cũng thắc mắc như vậy đó. Chắc là có một lý do nào đó. À, mọi người thắc mắc cũng phải thôi. Thật ra, em không phải là tù nhân ở đây. Hả? Không phải tù nhân? Vậy em ở đây làm gì? Em cũng không biết nữa. Em chỉ nhớ rằng là em đã bị lạc vào đây. Rồi một đám người xuất hiện khiến cho em sợ hãi. Rồi họ đưa em đến một căn phòng mà xung quanh toàn là màu trắng toát. Em thấy bọn họ đang bàn bạc với nhau về cái vấn đề gì đó. Còn bé ái giáo sao nhập vào nhà tù của chúng ta? Phải tống vào tù. Khoan đã, hình như là bé ấy chỉ mới 16 tuổi thôi. Này, bộ anh tính bắt giam một đứa trẻ con vào nhà tù hả? Nào, mọi người đừng cãi nhau nữa. Hư lời trưởng Jasmine, xin cô hãy ra quyết định đi ạ. Trường hợp của đứa trẻ này tương tự với lại trường hợp của công chúa Vanessa vậy. Cả hai đều đi lạc khi bước qua cánh cổng. Tôi xin đưa ra quyết định cuối cùng. Alice sẽ không phải là tù nhân, mà sẽ được chăm sóc ở đây cho đến khi tìm được cánh cổng thích hợp đưa em ấy về an toàn. Hết. Chuyện là như vậy đấy ạ. Hiện tại là em có thể đi lại tự do trong nhà tù và chờ đợi ngày tìm đường về nhà. Ồ, anh hiểu rồi. Vậy là Jasmine này rút được kinh nghiệm lần trước nên không bắt người lung tung nữa. Giật cả mình, có gì đấy? Ủa, tôi là anh thức giấc à? Xin lỗi nha, lo mà ngủ đi. Cái gì vậy? Hắt xì cho tôi vào rồi xin lỗi. Đang ngủ ngon mà, thiệt tình. Hả? Ken, cậu không ngủ à? Giờ là 1 giờ sáng rồi đấy, cậu không ngủ thì lấy sức đâu ngày mai làm việc. Ngủ là cái gì thế? Ý cậu là sao? Suốt mười mấy năm rồi, tôi chưa hề chợp mắt một tí nào cả. Cậu không đùa đấy chứ, làm gì có chuyện suốt mười mấy năm không ngủ. À, có lẽ là cậu nói thật, mắt của cậu toàn là quầng thâm không à. Tôi nói về chuyện mất ngủ thì chả ai tin cả. Mỗi lần đêm đến là tôi ngồi xem tivi hay là đọc truyện mà thôi. Chà, khổ quá nhỉ, nghĩ thôi mà có mệt mỏi rồi. À, ta đã có cách. Ta-da, truyện cổ tích dành cho bé trước khi ngủ. Tớ thường đọc cái này mỗi lần đêm đến, dễ ngủ lắm. Vô ích thôi, tớ đã thử cách này rồi nhưng mà có được đâu. Sao lại không chứ, chắc là do cậu không tập trung vào câu chuyện thôi. Đây, hãy nhắm mắt lại và nghe tớ kể nè. Thôi được rồi, tạm thân cậu vậy. Và sau đây là truyện cổ tích Anh chàng tiều phu và ba chiếc rìu. Ngày xưa ngày xưa, có một anh chàng. Mình tò mò về câu chuyện của anh chàng tỷ phú ấy. Trời sáng rồi, tất cả đều nhận. Trời, cái gì đây? Chào đội trưởng, chúc buổi sáng vui vẻ. Ồ, là không ngủ được nữa hả? Bỏ tay rồi. Này, các anh có nghe gì không? Dậy mau lên. Này anh bạn, ở bên ngoài có chuyện rồi, chúng ta hãy xuống đó mau lên. Hả? Có chuyện gì thế nhỉ? Ôi, cái gì mà ồn ào quá vậy? Hình như là cây ngục nó có chuyện gì đó ở ngoài sân thì phải. Này các cậu, hình như là có chuyện gì đó xảy ra rồi. Tôi thấy các cây ngục và tù nhân la đau lắm. Thông báo khẩn cấp, thông báo khẩn cấp. Alo 1234, alo 1234. Hả? Đúng là có chuyện gì đó thật rồi. Chắc là mấy cái thằng trẻ cho đánh nhau với cây ngục chứ gì. Chuyện này tôi không có gì lạ. Tớ tò mò quá, hay là chúng ta xuống dưới xem thử này các cậu, đi nào. Hả? Tất cả thánh đường, có tù nhân đang bị trọng thương, đề nghị mọi người không chỉ lung tung nữa. Ôi, ngực kia đang chảy máu kìa, trông đáng sợ quá. Alice, đừng có nhìn, em hãy vào trong đây cho an toàn. Cái gì vậy, bộ có đánh nhau thiệt à? Tôi đã nói rồi mà,
Chắc là mấy cái thằng khu giam ma lại chọc giận khu giam tầng dưới rồi. Ở đó toàn là đại ca không đấy. Trông có vẻ nghiêm trọng đấy. Ơ, cậu đi đâu vậy Yaki? Có khi nào vì này liên quan đến thằng Zero không? Có chuyện gì mà mọi người tập trung đông vậy nhỉ? Hả? Cậu đi rồi. Trời đất, cái gì thế kia? Cái thứ đang bay lơ lửng trên không là cái gì vậy? Trong bọn họ bắn có vẻ không thấm nhỉ? Đằng kia là... Trò chơi bắt đầu. Bạn tù xì ra cái gì ra cái này. Ôi không, anh ta bị thương nặng rồi. Hãy đưa anh ta đến phòng bác cứu mau. Chúc mừng Ono đã giành chiến thắng. Mời bạn ra về. Thôi là khủng khiếp. Đây là một loại trò chơi à? Ai đã điều khiển nó vậy? Tiếp theo, hai tù nhân được nêu tên hãy bước lên. Yaki Natsumi thuộc khu giam F và Isaac Cooper thuộc khu giam F. Chúng ta phải đấu với nhau sao? Nếu như một trong hai cậu thua thì số phận sẽ giống tên tù nhân ấy đó.